cái nhìn y mà sáng y thành phố vậy. Thế gọi là vịnh gì? Vịnh Vũng La, Vũng Lâm. Vũng La, Vũng Lâm, sông Cầu. Đây là thuộc địa phận nào? Sông Cầu, thị xã sông Cầu, Phú Yên. À, thị xã sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Chỗ này nó không có sóng luôn nhỉ? Nó tĩnh. Nó núi, núi, núi nó bao hết. Ui đẹp thật đấy. Phải đẹp, nói là đây mới là đẹp. Thì là hàng dừa kìa. Ờ, rừng dừa luôn. Rồi, mình xin chào tất cả anh chị và con nha. Tuy cái bãi mới thành lập thôi nhưng mà khách hàng đến mình xem rất là nhiều nha. Và anh chị nào mua xe thì cứ tới địa điểm ở đây hay là mình mua xe thôi. Khu chung cư Tân Mai, 900 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tân Tạo, Bình Tân nha. Xin chào tất cả quý vị khán giả của câu lạc bộ bông xoay chuyên biệt. Tôi tên là Nguyễn Minh, đơn vị là ở thị xã sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Hiện nay là chúng tôi đang có kế hoạch là mở một nhà vườn cây cảnh. Hiện nay chúng tôi đã sưu tập rất nhiều cây dúi, cây me, và cái mô hình chúng tôi phát triển đó là phát triển mô hình nhà hàng tiệc cưới, sân vườn, cây cảnh, hồ bơi và có những cái quán cà phê để cho mọi người check in theo cái mô hình chụp hình để mà check in cho quý khách. Okay. Thì sắp tới chúng tôi là hiện nay là đang có cái kế hoạch là bắt đầu chúng tôi là đang xây dựng lại mới và có thể là những cái mô hình để phục vụ mục đích của tiếp những đoàn khách du lịch ở xa giới thiệu cái vùng đất quê sông Cầu của chúng tôi. Và hiện nay là quý vị cũng biết là hiện nay vùng đất Phú Yên thì nó có rất nhiều chủng loại cây cảnh, đặc biệt là ví dụ như sam núi hiện nay mà nó đang rất là thịnh hành, đó tiếp theo nó là hải châu và dúi. Và hiện nay chúng tôi được một cái thuận lợi là biển đảo nên một số cái dòng cây mà phát triển về nhà vườn để làm bonsai thì nó rất là phong phú và nó mang một cái đặc thù của biển đảo nên cái những đường nét và cổ kính và những cái đường nét nói chung là nó kỳ quái thì được anh em chúng tôi đã sưu tập về và hiện nay cũng đã bán giao lưu tất cả các tỉnh thành. Và hiện nay các anh em trong hội bonsai của các tỉnh đều rất thích những cái dòng ví dụ như hải châu của sông Cầu hoặc là dúi của Phú Yên nói chung. Và đặc biệt đó là một số cái tác phẩm dúi hiện nay mà của Việt Nam mà đều nằm ở đất Phú Yên, nghĩa là dúi đẹp đó. Rồi. Là xuất phát từ Phú Yên rất nhiều. Do đó nói chung chúng tôi cũng mong muốn là qua cái chương trình này cũng muốn giới thiệu được vùng đất Phú Yên của chúng tôi có những cây bonsai mà đã đi cả nước và có những cây bonsai hiện tại nó vẫn còn nằm ở đây và anh em chúng tôi bắt đầu là phát triển theo một cái mô hình đó là cũng giao lưu học hỏi để kết nối những anh em phương xa để về đây vừa du lịch vừa ngắm cảnh vừa có hải sản của Vịnh Xuân Đài vừa có cây cảnh. Dạ. Nói chung là để có một cái mô hình gọi là phát triển bền vững lâu dài kết nối anh em các ba miền Bắc Trung Nam để chúng ta có những cái cơ hội để gặp gỡ nhau giống như là cái chương trình của hành trình bonsai xuyên Việt rất một cái hành trình rất ý nghĩa để kết nối đam mê của các anh em các vùng của cả nước. Hiện nay theo tôi cũng nắm thông tin đó là các anh em đã đi 18 ngày rồi và đến hôm nay là đến vùng đất Phú Yên và sông Cầu là một cái vị trí nằm ở phía bắc của tỉnh Phú Yên. Do đó là qua chương trình này là cũng kính mong các anh em ở trong đoàn trước hết là sức khỏe để chúng ta có những cái hành trình lâu dài bền vững để tiếp xúc cho một số anh em chơi bonsai trong cả nước nói chung và các anh em các tỉnh nói riêng để có một cái sân chơi lành mạnh bổ ích kết nối giao lưu yêu thương tình trên cả nước tất cả các bonsai ba miền. Xin chân thành cảm ơn cả đoàn. Cho mình hỏi thêm chút nữa là bạn chơi cây lâu chưa? Dạ mình chơi cây thì nói chung là rất lâu, mình chơi cây từ năm khoảng 15 tuổi. Mình rất là mê bonsai nhưng mà qua một giai đoạn mình đi học rồi xong bây giờ đến bây giờ thì bắt đầu là giữ một số cây và bắt đầu phát triển lại. Có thời gian mình làm kinh tế nên nói chung cũng chơi nhưng mà không có phát triển được. Rồi sau đó bắt đầu là bây giờ là bắt đầu mình có hướng để mình phát triển cái trước mắt là phát triển cho cái đam mê của mình, thứ hai là phục vụ cho nhà hàng, phục vụ cho bà con, phục vụ cho những người anh em yêu thích bonsai để đến với những cái cuộc kết nối với nhau. Rồi, ok. Hôm nay cảm thấy bạn hôm trước cũng vừa gặp đoàn ở Phú Cát,
Và hôm nay cũng về nhà mình để trực tiếp tham quan giao lưu. Thì bạn cảm thấy thế nào về đoàn bonsai xuyên Việt? Trước hết thì cũng rất cảm ơn đoàn đã có một cái cuộc ghé thăm, tuy rằng nó ngắn ngủi nhưng mà đã mang đến một cái động lực đến với trước hết là anh em của thị xã Sông Cầu, sau đó là anh em của tỉnh Phú Yên, để tạo một động lực, một sân chơi lành mạnh để chúng tôi tiếp thêm lửa, và chúng tôi cũng không có gì hơn và bằng tấm chân tình là cảm ơn tất cả các anh em đã có một chuyến ghé thăm thật là ý nghĩa và tràn đầy năng lượng. Rồi, cảm ơn rất nhiều. À, nổ cái chắc con này á. Phải 200.000. Đi muộn đâu. Nổ cái chắc con này á. Ôi đẹp, đẹp. Tình cảm thì đẹp. Lại tình cảm, quá đẹp. 1.000 có được không bạn? Được. Ui giời. Điệu quá nhỉ. Cái đường thân nó quá đẹp. Hôm nay bắt lên hình, thích cây nào nó to to thì cây bé bé này. Nhưng mà thôi, ít nhất là đầy tình cảm trong này rồi. Mà, nhưng mà cái cây này á, nói thẳng là như này này, bạn có về Hà Nội, bạn có đi tìm cả vùng cũng không có cây ở dưới đất sống đâu. Đúng rồi. Mua chỉ mua cây trên chậu thôi, đâu này chỉ có trên núi mới có chứ ở đồng bằng làm gì có. Có anh mua. Thân nó đẹp. Thân nó quá đẹp. Nhỏ nhỏ đi chơi. Kiên đấy à, Kiên mua. Đâu? À, Dũng mua tôi. Đúng hộ tôi. Tôi bảo là không ai lấy là tôi cũng lấy, nhưng mà không người lấy thôi. Thôi được rồi, thế là chúc mừng. Kéo riêng Dũng nha, vụ này trả tiền cho tôi, kéo sáng ngày mai mời hẳn một cốc cà phê. Đi hôm đầu tiên nha. Anh cùng bắt tay. Đây. Rồi hôm nay bắt tay của ông thì đúng rồi. Bữa đây có mấy con ruồi to quá, bắt tay luôn cho nó bỏ. Anh Dũng mua tặng anh đấy, em cứ cầm đi. Cây này là cây đâu? Cũng là cây me quý. Cái này là cái gì? Cỏ trường sinh. À, cỏ trường sinh, tên hay nhỉ? Trường sinh hay bất tử, nghĩa là tới cái mùa khô nó ở trên núi bắt đầu nó khô hết. Tới mùa mưa bắt đầu nó mọc lại. À. Nghĩa là nó không bao giờ nó chết. Nghĩa là mình đem mình xách một phân khô rồi chừng mình trồng lại nó sống lại. Những cái lá này, nó có đến lúc nó có chết. Nó khô lại rồi bắt đầu nó tư lại. Đấy là cây này để nó luộc lên thôi, trồng nó vẫn còn sống rồi. Nhìn tưởng chết cơ. Cây này là bây giờ người ta hay làm non bộ ấy. Yeah, đấy, kiểu cảnh rồi. Mini ấy. Nhìn mới lại trồng vào những cái cây cỏ đồi thạch sương bồ ấy. Là người ta hay gài thêm một phân này vào này. Bây giờ xin một khoảng này về theo mấy anh các bạn cái Facebook bên Minh Vọng Cảnh á, cần thì em gửi về cho nó cho. Nhiều thì em dám cho ít thì cái này hả? Cái này à? Dạ. Này. Facebook của em cái này nó làm non bộ. Nó phát triển nó nhanh nhá. Số điện thoại của em á, đây là nó cũng đang đẻ ra đang nảy mầm rất nhiều này. 0984 này đúng không? Các bạn qua cái thế bây giờ mình nhổ chăm tưới mà ẩm là cái này nó nên khỏe đúng không? Không ăn cái này thành nó dễ lắm. Nó giống như ví dụ như tụi em chơi đây á, là ngày trước tụi em chưa chơi đây á là buổi nắng buổi chiều này. Nó xuống nó dễ bị hư cái rễ non ở trên á, trên mặt đất á nó khô mau lắm. Thì bây giờ dạ, không, cái này nó vừa giữ ẩm cho cây luôn. 894. Hay đấy nhỉ. 449. Dạ em tên Minh. Nghĩa là cái này là thường em chơi cái này là nó giữ ẩm được cái bề mặt cho cái cây mới trồng thật đất mình. Cái thứ hai nữa là khi nó cây thiếu nước là thằng này nó khô trước. Là thằng đấy nó khô là đảm bảo nó khô. Dạ. Là nó khô là bắt đầu là mình phải kiểm tra lại. Kiểm tra lại cái độ ẩm của cái cây. Rồi. Ừ, hay. Bạn trai ơi. Con trai xuyên Việt. Con trai xuyên Việt. Nhà vườn Minh Vọng Cảnh. Nhà vườn Minh Vọng Cảnh. Tiếp lửa phong trào. Tiếp lửa phong trào. Thổi bông đam mê.